Ngày 6 tháng 12, Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định tạm giữ các đối tượng để điều tra hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Các đối tượng gồm có Ngô Minh Hải, sinh năm 1983, ngụ quận Gò Vấp, Hoàng Vĩnh Đông, sinh năm 1987, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, Trần Tính Hồ Anh, sinh năm 1989, ngụ tỉnh Bình Định, Nguyễn Tú Trinh, sinh năm 1997, ngụ tỉnh Bình Dương. Trước đó, chiều 29 tháng 11, Công an ập vào kiểm tra nhà hàng Pha Lê ở đường Lê Văn Thọ, phường 14, bắt quả tang Hải, Đông, Anh và Trinh đang có hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hải là chủ nhà hàng Pha Lê khai đã dùng nhà hàng để cho nhiều người tới sử dụng chất ma túy. Nếu là khách mối, Hải sẽ cùng phê. Đông khai đã thuê phòng ở nhà hàng và yêu cầu Anh, Trinh mua ma túy tới đây để cùng thác loạn.